Đây nhà Phương nhá, đây trường hợp nhà Phương này, nhà Toàn Tấn đi, đúng thôn chính xác được nữa tại đây. Tạm được ở tại đây. Thì mà cái tinh tinh là từ hôm qua giờ nó tinh tinh. Đây, trường hợp đây nhà vuông. Em viết ra xong cho anh chị xem nhá. Trường hợp nhà vuông. Trường hợp thứ hai, cũng nhà Toàn Tấn thôi. Các chị đi làm, các chị thấy gọi thực khí, không gọi thực khí là không 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 nào đâu. Rồi này cũng có những không cần thôn. Đây là ví dụ nha, còn cái cung nó dài thì cô thấy là cái phần này, còn cái phần này thì vẫn cần mở cửa, đây là vẫn mở đi. Đây hai nhà này, theo các anh chị chúng ta không xét cho trước, chúng ta chỉ xét về vị trí mở cửa. Đây là nhà dài. Các anh chị xét ở đây, chúng ta sẽ xét cái lực cửa và cái lực hướng, lực cửa và lực hướng xem thằng nào thắng thằng nào. Bài học bài này rất là hay, một cái nhà vuông, một cái nhà dài. Thất hướng tây nam trạch cấn khôn, môn khai tá bàn thị ly thần. Không cần ghi, cái này ghi làm gì? Chú hiếu trạch phương chắn tử khí, nhược nhiên thân áo triệu khôn luận. Theo em mở cửa cái nhà dài đó thì mở cửa nó hút gió nhiều hơn nè. Nhà dài mà có đường sâu, có đường không khí là nhà dài hút gió nhiều hơn. Nhà dài sẽ hút gió mạnh hơn, còn nhà Trường hợp vuông này chúng ta xét cái lực hút nha, gió khí nhẹ. cũng có lực ấy nha, chúng ta xét cái lực khí này. À, Còn nếu nhà dài là vậy là phải mở cửa mùi hả trường thầy? hợp thứ nhất là lực khí, hướng. Trường hợp thứ hai là lực khí cửa. Đấy, thằng nào tốt, thằng nào xấu, thằng nào mạnh hơn, thằng hướng một thằng lợi hướng một thằng lợi cửa. Lực khí nhá, chúng ta xét lực khí. Theo chỉ làm thằng nhỏ nó vẫn hút khí mà như này, tại vì là khí đi từ 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 lộn cái này à, sau cái đường đó gặp cái đường sau nó lại Đúng này, thằng nào tốt thằng nào xấu. à, nhà à, vuông tốt hơn là nhà ấm à, nhà dài. à, hai thằng đều tốt nhau à, hai thằng đều tốt nhưng mà thằng nhỏ nó tốt hơn sẽ Đi rồi. sao, vì thằng nhỏ là cái lượng hút nó nhiều hơn sẽ. Các anh chị ý này, nhà vuông thì lực khí Nhẹ hơn. đó mạnh, nhà ống thì lực khí mạnh, lực lực hướng mạnh, lực lực khí hướng mạnh. Vậy ở đây nhà lớn khôn, nhà lớn khôn nhá, sẽ có thể vận hành như bây giờ. Nhà ứng khôn thì các chị chọn nhà nào? Lực khí cửa mạnh, lực khí cửa mạnh hai thằng này à, lực khí hướng mạnh, nhà thằng này là lực khí cửa mạnh, thằng này là lực khí hướng mạnh, mà nhà là nhà ứng khôn, nhà ứng khôn thì hai nhà nào tốt? Bên cửa bên hướng hướng mặt Ờ, theo nhà già nó tốt là tại vì nhà, tại vì ta nhà mở cửa bên nam mà thằng mở một cửa đi nhà nam mà. nhưng mà thằng này hướng nó mạnh hơn, nó sẽ tính cho cái hướng nhiều chứ, thằng này sẽ bị ăn cái lực của khí của cái hướng khí mạnh hơn, thì thằng này nó sẽ không tác động của cái cửa bên này được, mà cái thằng này lực khí cửa mạnh nhà nó sẽ đi cái cửa đinh mạnh hơn. Nhà tốt này này, nhà này xấu, em đã đưa này rồi, lực khí cửa mạnh, lực khí cửa mạnh, cái thằng này lực lực khí có hướng mạnh thì hướng thôn là xấu rồi, nó khí có hướng mạnh thì nó áp khí nó cửa đi, thì cái thằng này làm sao có thằng này được. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.